Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sức sống trẻ ra đời với khao khát tạo nên một cộng đồng sống khỏe tự nhiên bằng rau quả sạch. Anna, chuyên gia dinh dưỡng, người sáng lập Yobo chia sẻ, trẻ hóa là một quá trình lâu dài và nên được thực hiện từ sâu bên trong. Với mong muốn mang đến cho cộng đồng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất về trẻ hóa cơ thể, tăng cân, giảm cân, tự nhiên, Yobo tự hào cam kết việc sử dụng nguồn nguyên liệu sạch 100% thiên nhiên, có chứng nhận Việt Gáp. Sản phẩm của Yobo chiết xuất 100% từ thực phẩm thiên nhiên dưới dạng tươi sống chưa qua chế biến để giữ các dưỡng chất quý giá như vitamin, khoáng chất, enzyme và năng lượng cao đến từ các loại thực vật. Các loại siêu thực phẩm như mạ lúa mì, cải xoăn, cải bó xôi, củ dền, lựu đỏ, kỷ tử và các loại củ khác được kết hợp theo công thức đặc biệt, mang lại tác động tối ưu cho từng tế bào cơ thể. Các dịch vụ thế mạnh của Yobo được cộng đồng yêu thích như detox, trẻ hóa, tăng cân, giảm cân, liệu trình sức khỏe, liệu trình dành riêng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Yobo luôn đặt chất lượng và sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Không sử dụng đường, chất tạo ngọt, không thêm nước hay pha loãng, không hóa chất hay chất bảo quản. Nước ép luôn được ép tươi mỗi ngày, hoàn toàn nguyên chất với nguyên liệu tự nhiên và tươi sống. Yobo tự hào rằng các công thức, phương pháp, sản phẩm của chúng tôi sử dụng đều dựa trên nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn có kết quả tuyệt vời, bắt nguồn từ châu Âu. Yobo đã nghiên cứu và thành công trong việc cải tiến các công thức trên để phù hợp với điều kiện khí hậu, cơ địa, thể trạng của người Việt Nam. Vậy nên, Yobo muốn chia sẻ những bí quyết này cho tất cả mọi người, đặc biệt là các chị em phụ nữ.